Thưa quý vị, một vụ nổ bom đã xảy ra vào rạng sáng nay theo giờ địa phương tại một trung tâm siêu thị ở Saint Petersburg của Nga, khiến cho 10 người bị thương. Trong bài phát biểu sau vụ việc, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định đây là một hành động mang tính khủng bố. Theo những điều tra ban đầu, vụ nổ được tạo ra bởi một quả bom tự chế với 200 gram thuốc nổ và nhiều mảnh kim loại, được giấu kín trong một ngăn của tủ chứa đồ dành cho khách tại siêu thị Birkenstock tại Saint Petersburg. 10 người đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng không có ai rơi vào tình trạng nguy kịch. Một tổ điều tra đặc biệt đã được thành lập để truy tìm thủ phạm của vụ việc. Tổng thống Putin cho biết đây chắc chắn là một hành động khủng bố. Và gần đây, Tổng cục An ninh Liên bang Nga đã ngăn chặn thành công một nỗ lực tương tự. Ông khẳng định đây chính là lý do vì sao Nga không chấp nhận cho phép hàng nghìn người dân nước này chiến đấu cho IS quay trở lại quê hương.